Hey Siri, stop the music. À, xin chào các bạn, đây là HomePod Mini và mình đã mua và sử dụng nó được 3 tháng rồi. Thì cái lý do mình mua nó ban đầu á, thì nó cũng là smart speaker và hệ sinh thái Apple. Và mình mua nó về không để tận dụng những cái tính năng smart liên quan đến nhà thông minh, mà mình tận dụng nó để nghe nhạc tại phòng ngủ của mình mỗi buổi tối. Cho nên trong cái video này mình sẽ chia sẻ về cái trải nghiệm nghe nhạc trên HomePod Mini, để mà những anh em nào đang có muốn mua nó có thể tham khảo thêm nhé. Ban đầu giới thiệu về HomePod Mini thì Apple không chỉ hướng nó về âm nhạc mà còn hướng nó về Siri và thao tác nó đối với nhà thông minh HomeKit. Thì HomePod Mini như là một cái home hub để mà chúng ta chơi nhà thông minh vậy. Nhưng mà đáng tiếc là mình chưa có đủ điều kiện để mà chơi những cái giải pháp nhà thông minh và tận dụng cái HomePod Mini này như một cái home hub, mà mình sử dụng nó như một chiếc loa để nghe nhạc, nghe podcast, cũng như là nhờ vẽ Siri chơi nhạc gì đó. Đó, như là cách mà mình dùng HomePod trước đây vậy. Đây là chiếc loa mà Apple đã cấu tạo nó để người dùng chúng ta có thể nghe nhạc hàng ngày, chứ không chỉ là dùng để chơi nhà thông minh. Thì nó có một kích cỡ mini rất là nhỏ so với cái bản HomePod trước đó. Thì cái chiều cao của nó cũng chỉ là 8 cm mà thôi, như một quả bóng trong tay vậy. Và thực tế thì mình đã mang từ phòng ngủ của mình để lên studio tinh tế để quay như thế này, thì chứng tỏ cái việc mà mang đi nó cũng rất là dễ dàng, bỏ cốp xe là xong. Tuy là cái việc mà mình mang đi dễ dàng, nhưng mà dù gì hướng đến cái loa này cũng chỉ là cái loa để chúng ta sử dụng trong nhà, một trong không gian căn phòng, vì nó được cấp nguồn điện từ cái cục 20W. Ban đầu mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái quá trình mình sử dụng để nghe nhạc, thiết lập nó, sau đó mới nói về cái thiết kế và vẽ bề ngoài của nó sau một thời gian sử dụng. Thì ban đầu mua về thì mình cắm nguồn và mình pair với lại iPhone của mình thông qua cái HomeKit. Thì cái việc này nó sẽ mất một thời gian chút xíu và nó phụ thuộc vào cái tốc độ wifi của bạn. Và khi kết nối rồi thì các bạn có thể chơi nhạc một cách dễ dàng nhờ Siri, hay là dùng Apple Music chơi nhạc nó, stream nhạc trực tiếp, hay là sử dụng những cái ứng dụng nhạc hiện nay và AirPlay nó qua cái loa này một cách rất là dễ dàng, chứ nó không sử dụng Bluetooth như những cái chiếc loa Bluetooth thông thường. Và cái mà mình mong đợi nhất cũng như là nhiều người sẽ băn khoăn về nó nhất, chắc là khả năng phát âm thanh, mà chúng ta hay dùng cái từ là chất âm á, thì nó sẽ như thế nào. Thì ban đầu mình đem về và mình thử một cái bài nhạc có liên quan đến lời bài hát nhiều hơn, ví dụ ca sĩ hát á, vocal á, thì mình cảm thấy nó hơi bị hụt hẫng chút xíu. Tại vì cái khả năng phát của HomePod Mini này, cái giọng nó rất là kỳ so với lại những việc mà mình nghe qua tai nghe, hay là việc mình nghe qua cái loa MacBook của mình. Và mình nhận thấy là ồ, tại sao cái HomePod Mini này nghe nó không được như mình mong đợi, và thậm chí nó còn dở hơn là cái loa MacBook mình đang xài vậy. Và sau khi nghe nhiều bài nhạc khác nhau, nhiều thể loại nhạc khác nhau, thì mình nhận ra rằng là cái HomePod Mini này nó có cái mức xử lý âm trường nó không được tốt, tức là nó không có độ sâu của cái bài nhạc. Ví dụ như bài ca sĩ đó có những cái lời hát bè, thì cái HomePod Mini này nó thể hiện rất là nhỏ những cái tiếng hát bè đó ở phía đằng sau giọng ca sĩ hát. Thì nhưng mà sau cỡ 3 tháng cho sau một quá trình mình trải nghiệm mình nghe, thì dần dần cái tai mình cũng đã quen với lại cái việc mà HomePod Mini phát nhạc, cũng như là mình nghĩ là bất kỳ một cái loa nào khi mà chúng ta mua về và chúng ta chơi một thời gian, cái khả năng bên in của nó thì nó sẽ phát nhạc nó ổn hơn rất là nhiều so với lại lúc mà chúng ta mới mua về, mới mang về và nghe nó. Thì bên trong cái chiếc loa HomePod Mini này, Apple đã chế tạo riêng những cái driver kết hợp với lại cái cặp Passive Radiator để chơi bass trong này. Thì cái khả năng bass của nó trên lý thuyết là nó sẽ mạnh và âm thanh nó sẽ sống động, tại vì âm thanh nó sẽ được dồn xuống ở cái đáy loa phía dưới và nó sẽ tỏa ra 360 độ. Nhưng mà theo mình thì trong một thời gian á, thì mình nghe thử thì cái âm bass nó chưa có được mạnh mẽ lắm. Nhưng mà bù lại thì cái việc mà nó chơi được nhạc âm thanh xung quanh 360 độ, cho nên là mình có thể để nó bất kỳ nơi nào trong căn phòng ngủ của mình, để ngay góc, để chính giữa phòng hay là để đằng sau phòng, thì nó đều cho ra âm thanh to nhất có thể và tốt nhất có thể. Và mình không rõ là cái công suất loa này là được bao nhiêu watt, tại vì mình đọc spec thì không thấy Apple nhắc đến, cũng như các trang khác cũng không nhắc đến. Nhưng mà khi mà mở full âm lượng thì quả thật là mình rất là nể cái khả năng mà chơi nhạc lớn của cái HomePod Mini này. Ví dụ như nhà bạn nào kín á, có tiêu âm, có cách âm, thì các bạn mở full âm lượng luôn, chỉ một loa thôi, không cần một cặp, thì nó sẽ đánh nhạc rất là tốt nhưng rất là to. Rồi cái tiếp theo là cái trải nghiệm thông minh của mình đối với Siri trên HomePod Mini này. Thì thông thường khi mà mình sử dụng HomePod trước đây hay là cho tới HomePod Mini bây giờ, mình không dùng nhạc thao tác trên iPhone và AirPlay qua HomePod nữa, mà mình chỉ cần gọi Siri chơi nhạc gì đó trên HomePod Mini này thì nó sẽ nhận ngay tức khắc và nó chơi cho mình. Cũng như là cái việc mà giảm âm lượng, tăng âm lượng, mình đều nhờ Siri trên HomePod Mini làm cho mình hết.
vì là hệ sinh thái Apple cũng như là kết nối qua AirPlay, cho nên là ví dụ trong nhà các bạn có khách đến chơi, họ sử dụng iPhone, iPad, Mac gì đó, họ AirPlay bài nhạc của họ qua HomePod Mini đều được, không cần phải kết nối Bluetooth gì cả. Thì nó là một chiếc loa thông minh chứ không phải là chiếc loa Bluetooth, cho nên là những người có AirPlay đều có thể chơi nhạc trên này được, cũng như nhờ Siri stream nhạc cho Apple Music rất là dễ dàng. Và mình nhận thấy cái tiện lợi tiếp theo là ví dụ như các bạn đang ở nhà và phát nhạc Apple Music trên HomePod Mini và các bạn dùng iPhone đó để lướt Facebook, lướt TikTok, lướt YouTube, thì những cái âm thanh mà các bạn lướt trên mạng xã hội á, nó sẽ phát qua loa iPhone, nó không làm ảnh hưởng đến cái HomePod Mini đang phát nhạc. Nó vẫn phát nhạc Apple Music, còn các bạn vẫn đang nghe những cái ví dụ như Facebook video, các bạn nghe TikTok thì vẫn trên iPhone của các bạn, nó không ảnh hưởng với nhau. Đó là một tính năng rất là hay. Và cái tiện lợi tiếp theo đó chính là cái việc để gần iPhone có chip U1 gần loa HomePod Mini thì nó sẽ chuyển nhạc từ iPhone sang HomePod và ngược lại. Thì cái tính năng này các bạn chỉ cần cầm iPhone lên, ví dụ đang có một cái iPhone 12 ở đây, mình chỉ cần để nhẹ thôi thì nó rung rất là mạnh và nó nhận ngay tức khắc ở một cái khoảng cách như này là nó đã có thể chuyển nhạc từ iPhone sang HomePod và ngược lại rồi. Nhưng mà chính vì nó thông minh quá, nó nhạy quá cũng là một điểm phiền của mình. Ví dụ mình đang ngồi trên bàn này, như các bạn đang thấy nè, HomePod Mini đang để ở đây và mình cầm điện thoại mình lướt, thì lâu lâu mình dịch điện thoại qua chút xíu thôi thì nó cũng đã rung và nó nhận cái tín hiệu để chuyển nhạc. Tức là nó quá nhạy để mà mình cảm thấy rất là phiền với cái việc này, mình cũng không tắt được nó. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng điện thoại mà nếu muốn lướt Facebook hay gì đó thì các bạn nên tránh xa cái HomePod Mini ra để mà nó không có phải nhận cái tình trạng mà phe nhạc nữa, tại vì lúc đó iPhone của bạn rung lên và hầu như bạn không thể sử dụng iPhone được gì trong lúc mà nó đang phe như vậy nữa. Thì đối với những ai thích sự tập trung, thích không gian tĩnh lặng qua cái việc nghe những cái âm thanh môi trường thì HomePod Mini đáp ứng rất là tốt. Ví dụ như mình đi ngủ, mình hay nhờ Siri chơi cái ambient sound, tức là âm thanh môi trường á, giả lập tiếng sóng biển, tiếng mưa, tiếng nước suối, và mình để nguyên đêm luôn và ngủ rất là ngon. Cho nên là những người dùng HomePod Mini có thể tận dụng cái tính năng đó, cũng như là những cái âm thanh môi trường nó sẽ giúp các bạn tập trung hơn trong việc làm việc, việc học tập rất là tốt. Và nó thật đến nỗi là khi ví dụ như mình mở tiếng mưa rơi á, mình ngủ á, và mình đang cảm tưởng như là ngoài trời đang là mưa vậy, mưa dội vào cửa sổ vậy, tại vì những cái âm thanh nó được tái tạo sau đó, hoặc là chơi âm thanh 360 đó mà nó làm rất là thật để mà chúng ta có những cái trải nghiệm về âm thanh môi trường được tốt nhất. Tóm lại qua cái phần sử dụng của mình về thông minh thì chiếc loa này không phải nói nữa, Siri rất là nhạy, cũng như là cái việc mà các bạn kết hợp với lại hệ sinh thái Apple AirPlay rất là nhanh. Còn về cái âm thanh mà các bạn nghe nhạc á, thì có thể các bạn sẽ hơi hụt hẫng một chút xíu ở thời gian ban đầu, nhưng mà biết đâu được là khi sau một thời gian sử dụng thì các bạn sẽ quen dần, thì các bạn sẽ thấy nó hay. Và HomePod Mini á, hầu như là chơi được những cái phần nhạc nó rất là cân bằng. Thì nếu như bạn nào mong đợi nghe những cái bài nhạc có bass mạnh hơn, dập hơn, mạnh mẽ hơn thì mình nghĩ HomePod Mini không dành cho bạn. Thì đó là cái phần trải nghiệm của mình đó. Còn về những cái bề ngoài của nó, thiết kế của nó sau một thời gian sử dụng như thế nào, thì bản chất là HomePod Mini rất là đẹp. Mình rất là khó để tìm một cái smart speaker trong cùng phân khúc có một thiết kế đẹp và nó tối giản như cách mà Apple làm. Thì mình nghĩ là với cái kiểu loa như thế này, các bạn đặt nó trong căn phòng thì nó sẽ phù hợp với lại nhiều cái không gian thiết kế nhà cửa hơn, thiết kế hiện đại hay thiết kế classic gì đó, thì đặt cái này nó đều rất là đẹp mà nó không có bị trùng cái không gian nhà cửa của bạn hoặc là cái bàn làm việc của các bạn đặt cái chiếc HomePod Mini này. Nếu như bạn nào đầu tư hơn có thể mua một cặp nữa, thêm một cái HomePod Mini nữa để mà nghe nhạc chơi trên Apple TV hoặc là nghe nhạc đánh stereo cũng rất là hay. Và mình nghĩ cái công suất của HomePod Mini hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của chúng ta, tại vì nó phát rất là to khi mà các bạn mở âm lượng cỡ từ 80% trở lên. Cái điểm mà mình cảm thấy hơi khó chịu đó chính là cái phần mặt kính mà Apple để ở phía trên đó, nó rất là bóng, cho nên là bụi sẽ dễ bám bên đây, sẽ dễ thấy, đặc biệt là cái phiên bản màu đen mình đang sử dụng. Hoặc là cái việc mà các bạn chạm nhiều để tăng giảm âm lượng thì sau một thời gian nó hằn lên vết vân tay sẽ rất khó vệ sinh. Thì đây là một cái điểm hạn chế về mặt thiết kế mà mình nhận thấy thôi, còn lại thì rất là ok. Thì nếu bạn nào mua thì theo mình thì nên mua màu đen như thế này, tại vì dù gì là cái phần vải xung quanh á, có sau một thời gian thì nó cũng sẽ không bị bẩn, không bị ố. Còn nếu bản màu trắng thì mình không nghĩ là nó sẽ đẹp theo thời gian, nhưng bù lại bản màu trắng thì cái phần phía trên thì ít thấy vân tay hơn. Tóm lại, sau 3 tháng mình nhận ra rằng là HomePod Mini có thể sẽ phù hợp cho các bạn nếu như các bạn mua nó về là một chiếc home hub. Các bạn có những cái giải pháp nhà thông minh tại nhà thì HomePod Mini kết hợp với lại những cái tính năng thông minh của Siri thì mình nghĩ nó sẽ phục vụ tốt cho các bạn. Còn nếu như các bạn chỉ mua để nghe nhạc như mình thôi á, thì nó có thể chơi được nhiều thể loại nhạc, nhưng mà các bạn cứ hình dung
những thể loại thì nó chơi được khoảng 6 điểm thôi. Chứ còn các bạn muốn đặt nặng về âm thanh, nghe nhạc một cách nghiêm túc á, thì mình nghĩ nó sẽ có nhiều sự lựa chọn khác hơn cho các bạn thay vì là chọn HomePod Mini. Và hơn hết là nó bị trói buộc trong hệ sinh thái Apple thì nó, cho nên là có lẽ nó chỉ sử dụng cho những người xài iPhone tại nhà mà thôi. Còn lại những người sử dụng Android thì có thể quên đi HomePod Mini này cũng được. Còn về bản thân mình, một phần nào đó cảm thấy hài lòng với chiếc HomePod Mini này mà thôi, chứ không hài lòng hoàn toàn so với lại những gì mình mong đợi trước khi mình mua nó. Thì hiện tại mình sẽ tiếp tục sử dụng cho đến khi mình đợi Apple có một cái giải pháp HomePod nó chuyên sâu về nghe nhạc hơn, nó xịn hơn cái HomePod Mini này. Thì hy vọng rằng trong cái video chia sẻ và trải nghiệm thì những bạn nào đang thắc mắc mua HomePod Mini trong tầm giá 3 triệu có thể cân nhắc cho bản thân mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.